Về cái khác biệt á, là khi mà sử dụng sản phẩm mà mình đang xử lý á, mình kiểm tra là những cái cuốn như thế này nè, những cái cuốn bông á, của bên mình làm, mình đưa sản phẩm, bộ sản phẩm mình vô, mình thấy nó xanh cuốn, và cuốn bông này nó rất là chắc. À, chào các bạn trở lại với kênh của mình, kỹ sư Thái giải pháp nông nghiệp, và mình là kỹ sư Thái. Hôm nay mình trở lại với một cái video clip trong một cái series làm bông nghịch vụ của kỹ sư Thái, vườn của chú Tư Chiến. Thì hiện tại là bông của chú Tư Chiến đã lên đến 30 ngày, và hôm nay mình ghé lại để mình cập nhật cho các bạn theo dõi là bông nó 30 ngày thì nó như thế nào, là một cái. Thứ hai là vàng lá ở thời điểm bông 30 ngày nó như thế nào, có bị cháy lá, có bị đốm lá, hay là có bị rụng lá già, hay nói chung là về vàng lá. Thứ ba nữa là về cách chăm sóc cái bông ở thời điểm hiện tại. Thì các bạn biết là hiện tại nè, cách đây 4-5 ngày nó vừa qua một đợt bão ở chỗ mình, thì nó mưa liên tục 7 ngày luôn. Mưa là ngày nào cũng mưa, sáng có mưa có, trưa mưa có, và thường là mưa chiều, mưa tối. Và sầu riêng đang làm bông gặp những tình trạng về mưa chiều, mưa đêm thì rất là khó chịu ha. Thì mình sẽ chia sẻ các bạn về cập nhật cho các bạn coi tình trạng vườn của chú Tư Chiến thời điểm hiện tại. Rồi, cùng mình đi theo dõi các bạn ha. Tắt đi. À, thứ nhất nè, mình nói về vàng lá. Thì hiện tại nè, tất cả các cây trong vườn của chú Tư Chiến về vàng lá, nhìn chung thì các bạn có thể thấy nha, nó bóng mướt. Đó, quay gần lại cho mọi người coi nè, nó bóng mướt, nghĩa là cái lá hiện tại các bạn thấy không, nó rất là xanh, nó dày và nó bóng. Giờ này là đang là một giờ trưa, vàng lá nhìn nó mê lắm, lá nó bóng bánh, óng ánh vậy nè. Khi là mà làm bông mà bông nó lá nó như thế này với mình ha, thì rất là đạt. Bởi vì lá thế này nè, là nó chưa cháy lá, nó chưa nha, không biết là sắp tới nó sẽ cháy hay không, nhưng mà thời điểm hiện tại nè, nó chưa có dấu hiệu của việc cháy lá hay là gì cả, cho nên như thế này là ngon lành. Rồi, còn một cây khác nữa đi, là quay qua phía bên này, nhiều lắm, nghĩa là vườn này rất là nhiều. Đó, quay qua phía bên này luôn, đó một vài sọc ở phía sau, và ra bên này nữa. Đây các bạn, chỗ này rộng rãi hơn nè. Đó, các bạn thấy rất là rộng không? Rất là rộng luôn. Thì cây nè, đây đi. Đó, vàng lá thời điểm bông. Chút nữa mình sẽ quay các bạn coi bông sau nha. Nhưng mà mình muốn các bạn là làm bông vàng lá nó phải chuẩn, nó phải xanh đậm, xanh dày và nó bóng mướt như thế này là nó sẽ đạt. Để được vàng lá mà thời điểm bông 30 ngày mà được như thế này á, thì trước đó mình chuẩn bị rất là kỹ. Thì các bạn có thể theo dõi những cái video clip trước của mình á, về cái làm bông, chuẩn bị làm bông. Thì mình yêu cầu gì? Mình yêu cầu vàng lá nó phải chuẩn của kỹ sư Thái về lá bàn tay, cơ đọt 3 tấc. Tại vì mình chuẩn bị vàng lá cho nó chuẩn hết đi, để đến khi làm bông á, nó được như thế này nè. Chứ để mà các bạn biết không? Các bạn biết mà để khi mà bông nó ra rồi, tới khi thời điểm nó nuôi trái, nó bị cháy lá, nó bị rụng lá già. Hay là cháy lá là cháy lá chung nha, nhưng mà cháy lá thì có 2-3 nguyên nhân nặng. Thì rất là khó để chăm hoặc là để đạt được năng suất. Cho nên mình yêu cầu làm sao vàng lá nó phải chuẩn như thế này là được. Rồi, và có bông nhé, có bông. Nếu muốn có bông của vườn kỹ sư Thái làm thì rất là đơn giản. Các bạn phải vạch lá ra. Đây, các bạn phải vạch lá ra. Nhờ camera man cực khổ phải chui vô trong này cùng mình một chút. Thì đây là một chùm bông. Một chùm bông của một nhánh. Một chùm bông một nhánh nè. Các bạn không? Bông hiện tại nó lên cỡ ngón tay giữa với ngón tay út của mình. Đó, mình gọi là bông này là bông ngón tay, thì nó rơi vào đây rồi. Bông khoảng 25 ngày, 25 tới 30 ngày thì bông nó sẽ cỡ này. Đó, quay phía bên kia nó đi, nó một chùm bự bên này nữa nè. Phải chui vô các bạn. Đây, các bạn thấy không? Đó, bông rất là đã. Chùm này là một tay của mình là bở không hết ha, phải hai bàn tay bở mới hết. Cây này nó lùm quá. Để mình qua. Mình quay cây khác. Đó, mưa luôn thấy chưa? Rồi, quay luôn. Đó, thì cây phía sau nó lùm quá chua cực các bạn. Để mình lấy cái cây này đi cho nó rộng rãi hơn. Đây. Đó các bạn thấy cây này không? Về vàng lá vẫn bình thường ha. Tốt cả. Nhưng mà bông nè. Nhờ camera quay qua phía bên này giùm. Phía bên này nè, quay vô nè. Quay qua góc bên đó, quay qua. Đứng góc đó. Ừ. Đây. Ở thời điểm hiện tại ha. Các bạn thấy bông. Đó. Bông. Vô bông như thế này là bông cỡ này là bông 25 ngày nè. Bở thế này rất là đã. Chùm bông. Sau một cái thời gian nó bị mưa liên tục, thì các bạn biết đó, khi mà gặp mưa nhiều đó, thì bông này nè nó sẽ bị khô bông. Khô bông là khô nguyên chùm bông luôn.
khô chùm bông, thứ hai là rụng lóng, rụng đốt rất là nhiều. Nhưng mà vườn của chú Tư Chiến á, tỷ lệ này rất là ít, tỷ lệ rất là ít. Thì sau khi mà mình làm nhiều vụ liên tục á, thì phải có một cái kết quả thì mình sẽ bổ sung những cái thứ gì đó cần thiết để cho bông, để cho nó cần thiết, để hạn chế gì cái vấn đề về bông ha, nó bị khô bông, nó bị rụng lóng. Nếu bây giờ các bạn làm ra bông mà bị khô bông rụng lóng quá nhiều thì dẫn đến nó mất cái lượng bông mình cần thiết. Thà nhiều đi để mình tỉa các bạn ha, thà nhiều tỉa. Thì bông hiện tại nè, như ví dụ như một nhánh này đi, một chùm, hai chùm, ba, bốn, năm, năm chùm này thật sự mình đâu cần nhiều đâu, mình cần chỉ cần ba chùm thôi là đủ. Ba chùm, mỗi chùm hai trái ha. Thậm chí nhánh dưới này, nhánh này các bạn thấy không, cuốn nè, cuốn này rất là xanh. Cuốn bông mà quy trình của bên kỹ sư Thái làm các bạn để không, nó rất là xanh, nó xanh và nó chắc cuốn. Khi nó chắc cuốn như thế này nè là nó nuôi trái, sau này nó trái rất là đạt, đạt về cái học, đạt về cái hạt phấn, về cái nuôi phấn ở trong, đạt về cái dinh dưỡng trong cây trái thân cạnh để nó nuôi ra trái đó các bạn. Kể cả chuyển chùm bông này ha, rồi ha, phê lắm ha. Bông xanh đây, quay gần lại chùm này nè, rồi ha, quay gần đi cho dễ chứ mấy chùm kia trên cao quá khó nhìn. Bông nè, xanh mập lù cuốn ngon lành đó. Để quay qua kia bên kia nữa, tắt cái đi, quay liên tục lắm rồi ha. Giờ đi qua cây phía bên này nữa, cây bên này cũng sau lưng thôi, nghĩa là vườn này nó vòng vòng với nhau ha. Đây các bạn, cây này được cái đó, các bạn biết không, mình khoái ở chỗ cây này á, là nó nằm dưới thấp. Bông của cây này á, nó nằm dưới thấp cho nên á, là dễ để theo dõi lắm, dễ theo dõi. Ví dụ như nhánh này hôm rồi mình có chỉ các bạn là mình phun bắt lo từ mặt dưới nhánh này nó đi ra, cho nên các bạn thấy không, nó ra chùm chân nè. Đáng lẽ thời điểm này ha là phải đi tỉa bông, đáng lẽ thời điểm này là phải đi tỉa bông bớt ha, tỉa những cái chùm mà ba bông hai bông thế này nè, tỉa bỏ để làm gì, để nó hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng ha, để nó hạn chế cạnh tranh. Nhưng mà chủ vườn thì hẹn nhân công để tỉa rồi, sắp tới tại vì tỉa tới 2-3 lần nặng chứ không phải tỉa một lần. Thì này đã tỉa một lần rồi, các bạn có thể nhìn dưới đất nè, các bạn hãy nhìn dưới đất ha, tỉa rất là nhiều nè, tỉa rất là nhiều, các bạn thấy không, một cây này đặt kẹo bông luôn, tỉa rất là nhiều. Vườn này tỉa hôm bữa, tỉa cách đây được 5-6 ngày gì đó, đã tỉa một đợt rồi ha. Thì dự kiến khoảng thêm tuần gì nữa tỉa thêm cử nữa, tại vì tỉa từ từ chứ không tỉa một lượt. Thì bông này đã tỉa một đợt rồi ha, sắp tới sẽ cho tỉa một lần nữa rồi chuẩn bị số nhị một đợt nữa rồi. Nhìn chùm bông chung đi, tình trạng chung nè, đây quay gần các bạn thấy cái cuốn bông nó mập khủng khiếp lắm các bạn thấy không. Cuốn bông phía bên này nè, đây các bạn thấy cái cuốn bông ha, nó rất là mập vừa là mập nút luôn nè. Các bạn hỏi nếu mà trong trường hợp có những cái lá nè, lá trong bông thế này ha, mình khuyến cáo nên lặt bỏ đi ha, nó sẽ có vài cái lá, chùm bông nó sẽ có vài, nếu mà một số chùm nó sẽ có cái lá thì khuyến cáo nên lặt bỏ đi. Còn về tình trạng chung các bạn thấy cuốn bông khủng khiếp, cái cuốn đây, cuốn mình nhìn gọi là cuốn bông khủng khiếp ha. Rồi ngước lên trên nè, nguyên một vạt sung luôn đó, nguyên một vạt sung luôn chứ không gọi là bông sầu riêng nữa, nguyên một vạt sung luôn các bạn thấy không, khủng khiếp đó. Thì cái bộ mà sản phẩm ở thời điểm mà bông phun dưỡng bông đi, mình gọi là phun dưỡng bông, bởi vì bông từ khi mà ra từ khoảng 2 phân đến khi bông mà nở á, thì mình dùng chung cái một cái bộ sản phẩm như thế này, dùng chung luôn chứ mình không cần đổi. Nghĩa là sao, nghĩa là cái bộ này mình phun cho thời điểm bông từ khi ra bông 2 phân giữa mũ á, cho đến khi bông mà nở. Thì sản phẩm này nó rất là đơn giản như là sao, nghĩa là nó những thành phần chính thôi. Thứ nhất á, nó về cái canxi bo này, nên tên của nó là canxi bo amino. Cái thứ hai nữa là mình dùng cái silip, thứ ba là mình dùng cái super bo. Thì để dễ nó hơn á, cái canxi á, canxi bo thì kêu là canxi bo đi, nhưng thành phần chính của nó là canxi. Trong này thành phần canxi là 15% ở dạng chelat, và nó có bổ sung thêm những cái gồng biển cho nên kêu là canxi amino ha. Có canxi có amino nhưng mà thành phần chính là canxi 15%. Nó giúp cho bông rồi nó chắc, nó cuốn. Chắc cuốn ha, chống rụng bông khô lóng. Cái thứ hai là về cái hàng super bo. Cái super bo là cái chai này, cái chai màu vàng này ha. Chai màu vàng này là super bo, nó là thành phần bo lên đến 12%, bo nguyên chất 12%. Đó. Bo dùng để làm gì? Làm tăng sức sống hạt phấn và làm cái số lượng hạt phấn trong cái bông nó nhiều lên. Nghĩa là cái hạt phấn trong một cái bông này nè, nó rất là nhiều cái hạt phấn, thì mình đưa bo vô để cho cái hạt phấn nó nhiều. Thì sau này khi bông nó nở á, nó sẽ tăng tỷ lệ đậu trái và giảm cùng trái non. Còn một cái sản phẩm nữa, ở vụ trước mình đã bắt đầu từ vụ trước để mình thử nghiệm, và vụ này mình vẫn còn tiếp tục để cho sử dụng, đó là cái sản phẩm tên là Silip. Tên tiếng Anh lọc là Silip, còn tên tiếng Việt hay dịch nên na nghĩa là tăng lực cho cây trồng. Thì nó tên là Lăng Booster ha, Blend Booster. Len là cây trồng, booster là tăng lực, gọi là tăng lực cây trồng á. Thì cái len booster này thành phần chính vẫn là
những chiết xuất từ tảo biển, và trong đây nó có 15% amino acid ở dạng nguyên chất chiết xuất từ tảo biển. Amino thì có amino động vật và amino thực vật ha. Còn amino này là amino từ thực vật. Cái khác biệt khi mà mình xài cái Silip này, nguyên cái bộ sản phẩm này so với những cái sản phẩm khác mình đấu chứng á, thì về cái tỷ lệ về cái khô bông, tỷ lệ về cái rụng lóng hay là về cái sức sống, về cái cuốn bông á, mình thấy nó khác biệt hẳn. Về cái khác biệt á, là khi mà sử dụng sản phẩm mà mình đang xử lý á, mình kiểm tra là những cái cuốn như thế này nè, những cái cuốn bông á, của bên mình làm, mình đưa bộ sản phẩm mình vô, mình thấy nó xanh cuốn, và cuốn bông này nó rất là chắc. Thông thường á, các bạn để ý là bông này nó dẻo, nghĩa là lắc vậy nè, nó rất là mềm, lắc qua lắc lại nó mềm. Mà khi nó mềm cuốn vậy mình nói là không có đạt kết quả. Thì bông của bên mình làm, hiện tại là tất cả quy trình bên mình làm, mình để ý là cái cuốn bông nó rất là khác. Cho nên sau này nếu mà các bạn có ý rằng cái cuốn trái, cái cuốn bông và sau này là cái cuốn trái của kỹ sư Thái đưa cái giải pháp vô, thì cuốn nó rất là khác biệt, rất là chắc và cuốn rất là mập đó các bạn ha. Thì thời điểm này là thời điểm để quyết định từ lúc đầu nè, chứ không phải là các bạn đợi đến khi nó ra trái rồi trái lên nắm tay rồi các bạn hỏi có thuốc nào phun cho cuốn nó bự lên không. Không có nha, không có thời điểm đó đâu. Thời điểm từ lúc đây đây, thời điểm này lúc đây. Và mình lặp lại là cái bộ sản phẩm mình đang đi nó như thế này, là cái Cansibo Amino và một cái Superbo 12% cộng với anh Silip tăng lực cây trồng Blend Booster. Thì bộ này, một bộ này mình cho là 500 lít nước, chỉ phun vô trong chùm bông nha. Chỉ phun vào chùm bông là đạt kết quả, và trung bình 8 ngày tới 10 ngày mình cho phun một cử. Còn nếu trong điều kiện mà nó có mưa như thế này thì mình có thể cộng chung thuốc bệnh để mình phun, để cho về giảm về cái chia cái gọi là giảm về cái nhân công để mình phun. Chứ bây giờ không lẽ là cứ phun thuốc bệnh cạo riêng, phun thuốc sâu riêng rồi phun thuốc dưỡng riêng, nó rất là tốn công đấy các bạn. Cho nên thời điểm này nè là đã phun được 3 cử rồi. Đối với rừng này đã phun được 3 cử và mình đang đem thuốc vô để cho chú ổng phun cho tiếp nữa. Tại vì vườn này dự kiến là bông này khoảng 20, dự kiến khoảng 2 tuần nữa là bắt đầu sẽ có nở. Cho nên mình phải theo dõi sát sao luôn, trung bình cứ 7 ngày phun dưỡng bông một cử. Thì đó là cái mình muốn chia sẻ ở cái video clip này cho các bạn về cái bộ sản phẩm dưỡng bông, mập bông và dai cuốn, để làm sao cho hạn chế về cái vấn đề về khô bông, rụng lóng, hay là làm cho cái cuốn bông mình nó chắc, nó khỏe và bông đạt chuẩn về bông bàn tay các bạn ha. Thì hiện tại bông nó chỉ mới có bở bàn tay thôi. Đợi khoảng trước khi số nhị đi mình cập nhật lại cho các bạn coi là bông hai bọp này nè nó mới bưng hết nha các bạn. Và về dàn lá thì hiện tại đối với vườn của chú Tư Chiến nó vẫn y chang thế này, nó vẫn lấp lá, nó vẫn xanh đen, không có biểu hiện của vấn đề về dàn lá hay cháy lá. Thì đối với việc mà quản lý ngoài lá này, nếu có vấn đề gì xuất hiện thì mình phải xử lý ngay các bạn ha. Thông thường nó sẽ bị cháy lá dàn lá gì đó, nhưng mà hiện tại vườn của chú Tư Chiến không có biểu hiện gì cả, cho nên mình chưa có chia sẻ về vấn đề xử lý ngoài lá. Còn về hiện tại cập nhật, mình nhắc lại về cập nhật vườn của chú Tư Chiến ở thời điểm bông 25 tới 30 ngày, là bông hiện tại là đúng theo quy trình bên mình và đã tỉa bông một cử và bông đạt chuẩn hết mọi thứ vấn đề. Còn về mọi chi tiết về liên hệ về tư vấn kỹ thuật hay là liên hệ về mua hàng đó, các bạn hãy liên hệ qua số điện thoại mình để trên màn hình là 0986 550 899, và mình là kỹ sư Thái. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở những video clip lần sau.